Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 10, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, sau 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các tổ hợp tác, hợp tác xã đã phát triển ổn định về số lượng cũng như đa dạng hình thức hoạt động, với hơn 100.000 tổ hợp tác và gần 23.000 hợp tác xã sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực đã khẳng định được vai trò trong quá trình phát triển kinh tế của các địa phương, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể. Phát triển kinh tế tập thể có ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, kinh tế xã hội, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, trong đó tạo việc làm, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho thành viên người dân, đồng thời là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo công bằng xã hội. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp các ngành xác định nâng cao phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng của các địa phương. Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo liên kết trong sản xuất, tiêu thụ giữa các hợp tác xã và các thành phần kinh tế khác.